mai đức như lai an ủi ủy thác. Bây giờ thế tôn giơ cánh tay sắc vàng so đảnh của hóa thân địa tạng đại bồ tát, trong trăm nghìn môn đức bất khả tư, bất khả nghị, bất khả luận, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới mà dạy rằng ta ở trong đời ác ác giả hóa đến chúng sinh can cường, đời tội khổ các khai hóa như thế, làm cho lòng chúng nó đều phục bỏ tài về trái. Nhưng trong 10 phần vẫn còn 1-2 phần chúng sinh quên theo danh ác, bốn độ chúng nó ta cũng phân nhìn trong bức thân được ra nhiều phương trước. Trong chúng sinh đó hoặc có người căn tánh sáng nẹ nghe pháp của ta thờ liền tín nhận, hoặc có người phải ân cần khuyên bảo mới thành tựu được thiện quả, hoặc có kẻ vì quả tội nghiệp đó lặng nên chẳng đem lòng kính tin ngưỡng mộ. Ta phân ra nhiều thân độ thoát những hạng chúng sinh mỗi mỗi sai khác như thế, hoặc hiện ra thân trai, hoặc hiện ra thân gái, hoặc hiện ra thân trời rồng quỷ thần, hoặc hiện ra thân rừng núi sông ngòi ao rạch suối làm lễ cho mọi người để rồi độ họ được giải thoát, hoặc hiện ra thân thiên đế, hoặc hiện ra thân vua chuyển luân, hoặc hiện ra thân quốc vương, hoặc hiện ra thân cư sĩ, hoặc hiện ra thân tể phụ, hoặc hiện ra thân các hàng quan thuộc, hoặc hiện ra thân tỳ kheo ly, ưu bà tắc, ưu bà di, nhận đến hiện ra những thân thanh văn na hán bích chi phật và bồ tát để hóa độ chúng sinh, chứ chẳng phải chỉ có phân phật hiện ra cho chúng thôi đâu. Địa tạng, ông xem ta đã trải qua bao số kiếp độc gần độ thoát những chúng sinh, căn cường được tội khổ khó khai hóa như thế, mà ra những kẻ chưa được phục được thời phải theo nghiệp thọ báo. Nếu khi chúng nó có bị đọa vào đường giữ thời giữ chịu nhiều sự thống khổ, thời ông nên nghĩ nhớ ta ở cung trời đao lợi, ân cần phó chúc đây mà căn độ chúng sinh, làm cho chúng sinh trong cõi ta bà này đến lúc Phật sinh đặc ra đời đều đặng giải thoát, gặp Phật được đức Phật thọ ký. Bây giờ những hóa thân địa tạng bồ tát ở các nơi thoát, bây giờ những hóa thân địa tạng bồ tát ở các nơi hiệp trung lại một hình rơi lệ, thương cảm mà bạch cùng đức Phật rằng: bạch đức Thế Tôn, từ nhiều từ số kiếp lâu xa đến nay, con nhờ đức Thế Tôn tiếp độ dắt dìu làm cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bàn, đầy đủ trí huệ rộng lớn, con phân hiện thân hình ra cùng khắp trăm nghìn môn đức, hàng hà xa thế giới, trong mỗi thế giới đó hóa độ trăm nghìn môn đức thân, mỗi thân đó hóa độ trăm nghìn môn đức người, làm cho quy kính ngôi tam bảo khỏi hẳn vòng sinh tử, vòng vui lết bàn. Những chúng sinh nào ở nơi Phật tháp chỉ làm việc lành bằng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một hạt nhỏ hoặc trình bảy lông tóc, con đều độ thoát lần làm cho chúng nó được giải thoát tại lợi ích lớn. Cúi mong đức Như Lai chớ vì những chúng sinh ác nghiệp trong đời sau mà sinh lòng lo lắng. Cúi mong đức Như Lai chớ vì những chúng sinh ác nghiệp trong đời sau mà sinh lòng lo lắng. Đức Phật khen Bồ Tát rằng: hay thay, ta hỗ trợ cho ông được vạn nguyện từ số kiếp lâu xa đến nay, từ phát nguyện rộng lớn cứu độ tất cả chúng sinh xong rồi, thời ông liền chứng quả Bồ Đề. Ha ha ha,